Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên nhà trưởng thôn. Hôm nay là có lấy cái quà cùng một chị ở dưới Bình Thuận nhá, lên đây cho trưởng thôn này. Còn gạo với mì tôm này, sứa này là tí lấy cho ông cụ ngủ mắt này. Còn gạo với mì tôm là lấy cho cháu bó nhá. Bây giờ lên trên nhà trưởng thôn trước, xong thì tí mới quay ra xuống nhà cháu bó sau. Nhà trưởng thôn đang làm gì mà đất đá lát xuống đây kinh này? San nền á? Định làm thêm cái gì? Được đun bếp nấu cá lợn. Lúc đấy con lấy kẹo ở trong cốp sao? Em lấy rồi. Bim Bim đây gì? Bim Bim lấy ra mua lên cho thằng cò nhà em ấy. Nay trời lại bắt đầu hơi mưa. Đường lại bắt đầu trơn. Tí lên nhà trưởng thôn xong là quay xuống nhà cháu phó một tí nhá. Vâng. Ông cụ là vẫn ở dưới nhà cô à? Ông cụ dưới nhà cô mà. Chim bồ câu con của anh Luân cho vẫn còn chứ? Vẫn còn mà, con một con vẫn còn mà. Kìa. Con kia nó không về nữa à? Con kia không về nữa. Thế nhỉ, đi đâu mất tích luôn nhỉ? Thế là cho vào nồi rồi. Không. Đâu làm ở đâu? Đây lấy Bim Bim xài lấy Bim Bim cho con này. Cho con trưởng thôn này. Ăn Bim Bim, ăn kẹo. Nó tha. Nó tha. Nhanh. Em đào đây à? Đào đằng sau hay là đào bên cạnh này? Em được cái chú này, cái đống này để em làm cái răng, em bảo em có điều kiện thì em sẽ làm cái răng bếp để nấu cắn lợn. Nấu cám lợn đây thôi chị. Vâng. Còn bếp nhà em là có rồi phải không? Bếp chị... có rồi. Con mình cứ đun lửa ở trong nhà thì nó khói à? Khói với lại đun hết nhà. Ừ. Thế đào này này, đào sâu vào tí. Không có chỗ xong để... là làm cái bếp ở đây được, đun cám lợn làm chuồng cái... lợn nhà em ở bên kia rồi, bên kia làm cái răng bếp xong là mình làm cái gác để sau này mình thu ngô về thì mình được để ngô. Không có chỗ để ngô rồi. Đúng rồi. Vâng. Cho nó gọn gàng luôn đúng không? Vâng. Ngô bếp ở ngoài luôn, xong là sau này nuôi lợn chuồng lợn nhà em đây, múc cám ở đây ra cho nó ăn thôi. Vâng. Không cần phải xách đi đâu xa. Đâu con lợn kia đẻ chưa? Chưa. Em vẫn đang nhốt bên kia. Bây giờ em có chuồng nhốt lợn không? Em định làm cái răng bên ngoài nữa. Còn làm một gian đấy à? Ừ. Ở ngoài này em định làm cái răng ở ngoài nữa. Làm một ngăn ở bên kia nữa. Ba ngăn đi, làm ba ngăn cho rộng ra. Còn dưới này thì cứ kệ nó. Cái này thì như nơi như này thôi. Trưởng thôn. Vâng. Thế em bảo làm thêm hai ngăn ở bên kia chuồng lợn đây. Em làm thêm hai ngăn bên kia đằng sau này. Đằng sau này. Vâng. Thế bên này có làm không? Chỗ này thì gần quá không làm rồi, em làm thì làm bên kia thôi. Hôm nào anh mua cho em hai con lợn em có chăm được không? Anh tặng em hai con lợn luôn. Có. Hai con lợn bé để mà em nuôi. Nuôi được mà. Được không? Được. Ừ. Hôm nào anh hứa là sẽ tặng cho trưởng thôn nhá, hai con lợn để mà trưởng thôn nuôi. Nuôi được thôi gì? Nuôi được mà. Chăm sóc được thôi phải không? Được. Ừ, ok. Nhận luôn. Cảm ơn anh thôi. Hôm nào anh mua tặng trưởng thôn hai con lợn để nuôi. Dạ. Trong làng này chả biết là có ai bán không? Nhà cô có đấy. Hôm nào thử hỏi cô xem là cô có bán không? Ở nhà cô có một đàn mà. Tí nữa đằng nào mình cũng xuống nhà cô mình hỏi luôn. Tí mình xuống mình hỏi. Rồi, ok. Nhà cô có 7-8 con mà nhỉ? 6 con. Đổ đất ra đây hết nhỉ?
san ra. San chỗ này để cho nó sau này nó lở xuống thì nó có cái màng bằng ở nó có cái sâm rộng tí này. Ừ. Nhà em thì rộng rồi. À đây trưởng thôn lấy cái hộp kia ra ngoài này, cho sáng sáng này bóc được. Trong nhà tối quá. Đâu, anh xem này. Đây là của chị Bình này, chị Bình ở Bình Thuận. Là có bảo là gửi cái quần áo hôm trước có thấy chị nói là quần áo bộ đội hay sao đấy. Trưởng thôn để lấy dao bóc ra xem nào. Xem là quần áo gì nào, đẹp không nào. Đưa ra đây. Bằng dính nhiều thế. Chạy à. Có gì đỏ đỏ đây. À ấy cờ đỏ sao vàng đây. Đây là áo hay là cờ? Cờ chứ. Đấy cờ, à, cờ. Ừ. Cờ Tổ quốc ấy. Cờ đỏ sao vàng. 10 cái đây này. Đây xem nào. 10 cái. Để lên chỗ nào cao tí cái cờ này không để lung tung được. Để lên chỗ nào cao ấy. Chà lấy vào trong nhà đấy đúng không? Đây để trên bàn đấy. Toàn quần áo bộ đội này. Đây áo lót này. Trưởng thôn lấy ra thử xem mà. À, quần áo bộ đội này. Quần áo bộ đội hết rồi. Ừ. Có cả tờ giấy ở đây này. Không có gì. À, cái này nó lót thôi. Ờ. Máy bộ. Đây. Quần bò. Đấy cái quần này trưởng thôn mặc đi làm là vừa này. Cái quần dàn di ấy. Dàn di của bộ đội ấy. Đấy trưởng thôn mặc được, trưởng thôn mặc thử xem nào. Như anh thì chắc là chịu rồi. Anh ướm thử chắc phải lên đến qua ngực. Trưởng thôn mặc vừa à, mặc thử luôn, đấy lồng luôn. Bỏ điện thoại ra. Đấy, đây quần áo của chị Bình nhá, chị Bình ở Bình Thuận gửi cho trưởng thôn. À, mặc đi làm được mà, rồi quá đẹp luôn. Quần này quần bộ đội xịn đấy. Chú thử mặc áo nữa nào. Đây. Chú thử mặc cái áo này xem nào. Áo này áo bộ đội mà, áo của bộ đội đi huấn luyện đấy. Lăn lê bò trườn đấy. Áo dằn di mà. Trước cháu đi bộ đội cháu mặc áo này mà. Đây là áo này là để ra thao trường. Đấy. Nhìn như kiểu tân binh mới đấy nhở. Có tổng thủy hoa cơ. Vẫn còn bé mà. Vẫn còn bé cả. Không. Vừa. Không lấy thân được nhà rồi. Bé cái gì. Bởi vì em đang mặc mới quần dài ở bên trong. Vừa luôn rồi. Chưa được. Ôi, có cho so thế mà. Cho so thì cho so nhiều. Cho so nhiều. Cô chả cho tôi mà. Vừa mà. Vừa phanh ấy. Em mà mặc bộ này đi đi đám cưới thì dạ thôi rồi. Kéo gáy còn thiếu ẩn như bộ này mặc đi làm là tuyệt vời đấy. Chỉ cái nào có mặc đi vừa cái nào lấy. Vừa cái nào lấy đấy có cái quần thế này. Phải thử cái này xem nó có vừa phần không. Như phành đó. Như phành mới vừa thôi, như cháu là không vừa. Có cả áo áo lót đây, áo lót trắng rồi. Có cả áo lót trắng đấy xài này. Ừ, con đuôi. Đấy. Bủ lại nữa. Ừ, cho xài cái áo trắng lên được. Có lót xài này. Để đấy. Lúc còn tí nhỏ xíu, lúc còn một mình. Đấy, xài là vừa cái này rồi đấy. Đây là quần áo của chị Bình. Chị Bình ở Bình Thuận. Cảm ơn chị Bình. Đấy. Quan tâm cũng quan tâm đấy em gửi cũng được mấy bộ quần áo cho em thì cho em cảm ơn chị rất là nhiều. Chỉ có trưởng thôn mới mặc vừa thôi. Cho trưởng thôn hết. Cho rồi.
cho cái túi nhá. Người bé mình phải bị đi thu vào. Chim của trưởng thôn. Chim gì mà không thuần, rụng hết cả lông cả lá này. Hả? Trưởng thôn. Chim gì mà rụng hết cả lông cả lá đây. Chim này không thuần nhỉ? Nó cứ phá lồng này, nó xước cái đầu này, đùa đâu này. Lồng đuôi rụng hết rồi. Cái lồng nó phải to chứ, cái lồng kia kìa. Đi nhờ trưởng thôn ơi, đi xuống nhà cô cái, quay xuống nhà cháu Pó lấy gạo với cả mì tôm xuống cho nhà cháu. Sai đi chơi cúng rồi rồi, sai lâu lắm không lên đây rồi phải không? Ủa, em thì lên nhiều, tối nào về trả ra đấy. Thế à? Ừ, nhưng mà tối nó mới về đấy, em mới hay đi làm. Dạo này không đi có công trình ở đâu à? Vừa mới xong công trình 2 ngày. Em làm ngoài Hà Giang à? Ừ. Sai không anh cầm cái kia đi được. Được. Ừ. Đấy, sửa đấy là tí cho ông cụ. Đấy, hôm nay cái gạo với cả mì tôm là với cả mấy vị hộp sứa này là của một chị giấu tên nhé. Chị giấu tên có gửi cho mình là 500.000 để mua gạo này, mì tôm cho nhà cháu Pó. Còn sứa này là cho ông cụ mù mắt. Còn chị Phạm Vân ở bên Mỹ là gửi 1.500.000 cho ông Páo, 500.000 cho ông cụ mù mắt. Còn chị Dinh ở Bắc Ninh là gửi 200.000. Tí vào trong đấy gặp ông cụ thì sẽ đưa hết số tiền cho ông cụ. À trưởng thôn ơi, tí chắc vẫn phải ra ngoài chỗ ông Páo một tí để đưa cái tiền của chị Phạm Vân này cho ông Páo ấy, là chị có gửi cho ông Páo 500. Tí em ra cùng anh nhá. Anh ở tiệm thì tháng này thì ông cũng vừa lấy phụ cấp đấy, thì nếu mà không được thì anh cũng ngày nào anh cũng lên, thì anh lên anh mua ít thức ăn cho ông thôi. Ông nhiều tiền quá, đưa cho anh nhiều, ông nhiều tiền cũng sợ. Sợ à? Vâng. Sợ họ lấy à? Sợ họ lấy, vì tháng này ông cũng vừa mới lấy phụ cấp về mà. Ông đưa cho ông nhiều tiền quá mình cũng sợ. Ờ đúng rồi. Là sợ họ xem được video này họ lại thế này thế kia đúng không? Anh về xong là anh mua thức ăn về cho ông được là được thôi. Ờ rồi. Nhưng mà bây giờ là ông cũng cầm nhiều tiền quá, xong này người ta xem. Không ăn. Cái tiền thức ăn thì anh sẽ vẫn mua vào cho ông mà. Rồi. Thì anh sẽ thỉnh thoảng anh sẽ mua vào, 4-5 hôm anh mua vào một lần. Không là mình đưa ông nhiều quá mình cũng sợ. Ừ. Sợ có người lại vào lấy của ông, trộm của ông. Ờ, chào cô. Xong chưa? Chưa. Em xong vách chưa? Chưa, em đang đóng cái vách. Đang đóng cái vách là? Đang đóng xong cái vách này. Công trình này có phải lâu đấy nhỉ? Lâu đấy. Hay lâu à? Sao? Ông cụ sang nhà bên kia rồi. Ờ cứ để đây, để tạm ở đấy đấy. Tí mang ra cho ông được. Ông xuống dưới này thôi gì? Ờ thế tí đi xuống. Tưởng ông vẫn đang ở nhà cô. Ông bảo lên đây chơi mấy hôm nhưng mà ông đã đi xuống nhà rồi. Đấy, tí xuống nhà ông cụ dưới kia nhá. Làm xong vách rồi đấy. Kín đáo rồi, an toàn rồi. Mấy hôm nữa là có một cô gọi là chuyển tiền giúp để mà láng cái nền này. Thì nếu mà xem cô chuyển tiền thì anh sẽ gọi một xe cát lên nhá, cô nhá. Xong là em sẽ nhờ anh em. Hôm nào nắng á, bởi vì mưa này là xe máy không chở được đúng không? Trơn. Hôm nào nắng là nhờ anh em vận chuyển một hôm cả cát cả xi xuống là làm một buổi thôi nhá. Không một ngày. Em cho mà cháu rất các ông cô ấy. Đấy, cả cô tiền, bởi vì tiền của cô Thắm là cũng vẫn còn mà, vẫn còn 1 triệu mà. Hỗ trợ là hôm trước là anh có mua giường lên này, vẫn còn thừa 1 triệu. Các ông, các cô Thắm, thêm là cháu các ông cô Thắm. Xong còn có một chị, thì cái này anh sẽ công bố sau, nhá. Đấy, quét dọn nhà cửa sạch này mà. Điện đâu, bật lên hộ anh một tí. Điện ngoài đây, điện đang dùng ngoài. Mà ở nhà.
cắm ở ngoài à? Đấy, màn căng lên. Đây, bó ra đây chú Bảo. Đây cô. Cái gạo với cả mì tôm này là của một cô giấu tên nhá. Cô có gửi cho anh là 500. Là có nhờ anh mua gạo này, mì tôm này lên cho bó. Đấy. Em thay mặt người cho bó xin em giúp cậu ông cả cô giấu tên đấy, em thay mặt cô giấu tên. Giúp cậu một cô nhé. Cô gửi 500.000 là bảo là mua gạo này với cả mì tôm này lên cho bó, mua sứa cho ông cụ này 100 này, còn thừa 150.000. Các cậu cô đây 150.000 đấy. Bà xin cô nhá. Đấy xong làm nốt cái này nhá. Làm nốt cái vách này này. Nốt cái vách này mà anh chắc đi mua bà lề sau làm cái cửa nữa. Làm cái cửa nữa được. Đóng ở đây này, mày tấm ván ở đây cho nó kín cái giường này. Em chắc mấy hôm nữa anh lấy cái ghi đô vào kéo ngang kia nữa là được. Kín luôn. Cho em muốn đóng như này thôi. Trong này. Đóng bên này. Đóng trên này. Đóng bằng mặt này. Em đóng ở trên này luôn. Đóng trên được. Cho em đóng trên. Đóng cho nó nhìn đẹp đẹp tí là được. Máy bên đang ấy à, thay lưới à? Máy đang thay lưới. Lần trước là hỏng rồi phải không? Trước là hỏng, em mua hôm qua em bào nốt cái vách này lại chống đinh lại với một bên răng, em mới vừa mua về. Cẩn thận nhìn nó thấy đinh thì nhổ ra. Không để bao cả sắt à? Cái ván mới như này làm gì có ấy nhỉ? Có đinh. Bào bên kia phải không? Không. Không bảo em bảo cái bàn cơ. Thấy mấy hôm nữa mà nếu mà làm cái nền được thì em nhờ người nhá. Vâng. Nhờ người chở xuống, nhưng mà hôm nào phải nắng nữa. Mưa này thì cũng chịu thật. Hôm nào nắng chở một buổi sáng là chở xi, cát, vật liệu xuống đây hết. Xong là bắt đầu chiều là anh em hộ nhau đổ luôn. Nhờ mấy xe là được mà. Hôm nào nắng đó. Trời mưa này thì đúng trơn. Ôi dồi ôi, mưa to rồi này, trường thôn này. Bây giờ đi xuống nhà ông cụ tí nhờ. Bó ở nhà quét dọn nhà cửa sạch vào nhá. Bát lúa rửa thì úp vào ở đấy nhá. Đi, trai đi chơi. Đi, đằng nào cũng lên đây rồi, đi cùng nhau. Đi trước. Trai này từ lúc mình lên là cứ cười thôi. Ôi giời, còn người em vẫn thế. Vẫn thế à? Người ta bảo sống phải vui. Sống phải vui à? Vui khỏe có ích rồi không? Cô anh đi xuống dưới này đó nhá. Cứ sửa máy đi nhá. Bây giờ với trưởng thôn, với em trai sẽ đi xuống nhà ông cụ. Hôm qua chắc là bó dìu ông đi về thôi hả? Sáng nay vừa mới về mà. Sáng nay vừa về à? Hôm trước thì đi cùng trưởng thôn xuống quay trưởng thôn làm ruộng ở dưới này này. Hôm nay đi qua nhà ông rồi, nhưng mà không biết. Trưởng thôn bật điện lên hộ. Có điện à? Em chào chị nhá. Con chào ông. Vâng. Vâng, cháu mua sứa lên cho ông. Có một chị gửi tiền cho cháu và bảo là mua sứa lên cho ông mấy hộp. Ông thế này thì thấy gì? Vâng. Giang sang chơi với cháu đây, cả cháu đấy. Vâng. Đây trưởng thôn để vào đầu giường cho ông được. Muốn cho nó trả có à? Sao họ nó bỏ lỡ chứ? Ai ơi, trong này tối nhỉ? Tối.
Thôi mà anh. Thôi chỉ cho sầu quá đó. Này chỉ khi tăng rồi mà. Nên nuôi chim bồ câu nhiều nó cứ kêu trên mái nhà nhỉ. Nhiều chim. Sáng ngờ hộ anh em đang phụ nhau soi đèn. Tối còn. À ông ơi, con bảo ông này, có chị Phạm Vân đấy, là chị nhìn thấy ông cũng thương ông, nên là chị ấy gửi cho ông 500 nghìn, với cả chị Dinh ở tận Bắc Ninh cơ, còn chị Phạm Vân ở bên nước ngoài cơ, ở bên Mỹ cơ. Vâng, là gửi cho ông 500 nghìn, với chị Dinh ở Bắc Ninh là gửi cho ông 200. Tổng là 700 thì tí con sẽ đưa cho ông nhá. Xong là ông thiếu cái gì, ông muốn ăn cái gì thì bảo con cháu đi mua cho ông nhá. Vâng. Trưởng thôn đếm tiền hộ anh tí. Trưởng thôn dạo này hơi vất vả đấy. Đấy, tổng là 700. Vâng. Nhưng mà giờ chỉ xa qua cả hả? Trưởng thôn nói với ông là có rừng đoàn chi đó có số thế nào chị ạ? À, trên này cái tờ chị ạ, trên này rồi, trên này cô có sẵn hóa chị nó cổ nó cho lúa mùi yếu rồi cả họ thế cho nó là sau nhẹ mà có sẵn hóa chị mà của cho trên này là bố có chị bố đó luôn được có sẵn hóa chị mà của nó cho lúa mùi yếu rồi cả họ cả cháu đây xem nha. Vâng, vâng ông ạ. Ông là bị mù từ năm 81 rồi. À đúng rồi. Từ thời chiến tranh biên giới Việt Trung là ông đi gác, ông làm dân quân tự vệ là đi gác ở đồn Nghĩa Thuận Quản Bạ đấy. À đúng rồi. Là cùng với kết hợp cùng với cán bộ chiến sĩ biên phòng. À. Là tuần trên gác đêm đấy. Sợ Trung Quốc xâm lược mà, thế đấy. Nên là phải gác liên tục 24/24. À, một tháng là ông không ngủ về là ông bị đau mắt đỏ, xong là từ lúc đấy là mù luôn. Mấy chục năm là không thấy ánh sáng. Bây giờ là ông là không biết mặt mũi con cháu thế nào rồi, chỉ biết giọng thôi. Không biết đi đâu rồi mà. Ông nhận ra cái giọng nói của con cháu. Bởi vì là con cháu tiếp xúc hàng ngày thì biết, nếu mà người ngoài thì cũng không biết nhỉ. Người ngoài thì... Như ông này cũng không biết mặt Phành. Phành này có sinh năm 95 thì lúc đấy là chưa đẻ. Từ năm 81 rồi mà. Kể cả có đẻ thì lúc đấy bé, bây giờ lớn rồi cũng không nhớ mặt nữa. Phành này có 95. Sinh năm 95. Thế tối ông là ngủ đâu không? Ông ngủ giường nào? Ngủ giường này nữa. À ngủ giường đằng sau ông luôn à? Đêm là ông ngủ đây này. Ngủ gần bếp. Cũng có giường chiếu, chăn, màn đàng hoàng này. À màn này vừa mới mua phải không ông? Mới mua về đây. Vâng, cháu thấy mới mới. Chắc hôm nay vừa mua về. Hôm nay chợ phiên mà. Không, không phải chỉ cả đâu. Cháu cả đâu. Hôm nay vừa mua về. Anh thấy mới mà, vẫn còn là cái dây mới tinh. Không, nếu mà bình thường mà đun bếp gần đây là nó đen nhanh lắm. Khói nó ám lên là nó đen nhanh. Đấy, tiền đấy ông thích đi mua gì, mua ăn gì bảo con cháu đi mua cho ông ăn nhá. Hay là đi mua quần áo cũng được. Hôm nào có chợ phiên ở dưới này bảo con cháu đi mua quần áo cho ông thay. Mùa hè cũng thay đi cho nó mát mẻ tí. Sáng nó chỉ tên là lá chất phương mùi vô cả. Hiệu sáng mai chế bố không giáo tên của lá chất phương mùi bán vô. Ông có biết tên cháu không? Cháu tên là Ước. Tên Ước à? Vâng, Ước Mơ ấy. Công Ước. Đâu đâu? Ôi dồi ôi, nhiều chưa? Lần nào mấy hôm lên nhà em Phành thì thấy chim bồ câu cứ bay lượn ở đây từng đàn một này. Trong này nó ở nhà nhiều chưa?
Đúng chỗ này là quá hợp lý nhỉ, cho nó bay lượn. Mưa không đến nhá. Con khu này rất là rộng. Nhà ông cụ này cũng quá lâu đời rồi. À, những cái tường chỉnh tường này là nứt hết rồi. Thôi trưởng thôn nhỉ. Thôi bây giờ đi lên nhỉ. Ông ơi, à? Con xin phép đi về đây. Vâng, ông giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, cháu đi mạnh khỏe đi. Vâng. Lúc nào mà sữa này mà ông muốn uống thì cho các con các cháu nó bóc cho ông nhá. Vâng. Vâng, ở đằng sau đầu giường ông đấy. Vâng, vâng. Bảo các con các cháu bóc cho ông. Vâng. Con về đây. Vâng, cháu. Vâng. Bắt tay ông một cái. Đi mạnh khỏe nhá. Vâng, con cảm ơn ông. Vâng, con về đây. Thôi cháu về đây, em về đây chị. Vâng. Hôm nào cháu rảnh cháu lại xuống đây chơi. Làm cửa đi. Làm cửa bao cho nó ngon lành tí nhá, cô nhá. Chú làm cái cửa thì chú phải lấy cái rạch mực ra chỗ đấy. Thế nào kéo rồi. Kéo chưa? Kéo rồi. Trường thôn, làm cái nền này khoảng bao nhiêu khối cát? Để mai gọi làm luôn. Mai gọi chung lên chở cho một chuyến. Cát với xi luôn. Nếu mà... 4 khối rồi, cái này là 4 khối đấy. Lắm được 4 phân 5 phân cái chỗ nó thấp của chỗ cao rồi. Xài đi xây đi, biết xây này, thợ đây, thợ chính đây rồi, tính thử cho xem nào. Này phải 4 khối. 4 khối à? Ừ. 4 khối cát à? 4 khối cát, 7 tạ xi. 7 tạ xi á? 14 đánh tốt thì nó là ấy. Đánh tốt luôn. Đánh tốt thì 7 tạ xi. 7 tạ là bao nhiêu bao nhỉ? 14. 14 bao cả. Ừ. 4 phân có chỗ nó lời lón thì nó kiểu gì mình cũng phải dày 4 phân tính cho thừa tí kiểu lúc 7 tạ xi này 4 khối cát là đủ đúng không? Còn nếu mà thừa thì mình có thể láng trước cửa này đấy, thừa mình phải láng ra ngoài. Bởi vì là thực ra trước cửa này lúc mà trời mưa đấy trơn cực luôn, thường là mình làm cái chỗ này láng trước cửa này cho nó sạch luôn, phải láng từ ngoài ra từ đây cơ thì nó mới đỡ bận. Đúng rồi, mình đỡ bước ở ngoài đấy. Vào lúc mà trời mưa thôi. Trời khô không sao mà lúc trời mưa trên này bẩn lắm. Làm từ đây xuống đi kia làm một đấy, để nó đỡ lên bẩn. Thế cô nhá. Dạ. Ngày mai ngày kia nắng là anh gọi vật liệu lên nhá. Vâng. Cát với cả xi lên là em nhờ người ra chở nhá. Hôm nào chính xác làm thì anh sẽ bảo trước cơ. Vâng. Anh gọi lên được xong là hôm đấy là chở luôn. Nhờ anh em bạn bè các kiểu đến lấy xe đến giúp chở. Xong là làm cái nền luôn cho cháu Pó này. Cho nó hoàn thiện luôn đi nhá. Còn em bây giờ mấy hôm nay mưa cứ tranh thủ làm cửa đi nhá. Rồi. Rút điện ra cô. Không cái này nó không có điện đâu. Chỉnh cái đấy rút điện ra chẳng may tình cờ bóp vào cò phát là bay tay luôn đấy. Cắt tỉnh ra thật tế gần kia nó tớ giờ nó tỏ được tỉnh ra tỉnh ra tỏ nó tỏ được chiết được tỏ nó đầu này cao hơn biết chỉnh không ngắm như kiểu bằng ngắm như kiểu bằng bắn súng ấy ngắm như kiểu bắn súng cô bà xài ra bên đây đứng cho cô ngắm xài đúng là mưu tính à về cả ngày về cả ngày đấy về cả ngày cũng được trái chủ mình cả có bao giờ đi có bao giờ buồn không? Có lúc buồn thì buồn chứ. Nhưng mà lúc vui là nhiều. À, vui là nhiều hơn buồn à? Buồn ít thôi chứ. Đang đốc đốc đảo. Có này buồn. Sáng nay đi làm gì? Sáng nay đi chợ kia mà vừa đi cắt cỏ. Ốc này nó dễ trượt và nhiều. Cái kia làm vườn rau à? Vâng, trồng mấy cái quả ớt. Trồng ớt với trồng rau vào đấy. Để thỉnh thoảng lại có rau ăn. Đây rau ngót lên. Mùa này là trồng rau mùng tơi. Mua 10.000 thôi. Hôm nào nếu mà mấy hôm nữa mà làm nền anh mua vào cho hai bó thầu em trồng đây này. Ăn thoải mái luôn. Rau mùng tơi này nó rất nhanh, phát triển rất nhanh.
đúng mùa của nó là nhanh mà. Đây rau ngót trước cửa nhà đây. Khôn chết đã phát cái này tốt nhỉ. Nhỉ? Anh ước nhỉ. Ừ. Hôm trước chưa phát đâu mà lúc mà hôm trước em lấy cái bó đi về lên nhà anh em mình lúc em với anh lên là chưa phát đâu, bây giờ về phát thì nó gặp trời mưa này nó lên như này rồi. Trưởng thôn xuống đây. Cô mấy hôm nữa nếu mà đàn lợn này nó hơi lớn hơn một tí nhá thì em bán cho anh hai con để anh tặng trưởng thôn. Đấy, trưởng thôn cũng giúp anh rất nhiều là anh tặng trưởng thôn hai con lợn. Nhà em bán cho anh hai con nhé. Hôm trước lên là thấy rồi, bây giờ nó đi đâu hết rồi nhỉ? Đâu? Bây giờ tầm khoảng bao nhiêu ngày nữa lấy được nhỉ? Chắc phải tầm 15 ngày nữa mới lấy được. 15 ngày nữa cả. Giờ nó đã bé chưa đầy tháng. Chưa đầy tháng á? Thế có tổ chức đầy tháng không? Không. Lợn có tổ chức cho nó thì... Không, có, mình làm bữa con cho nó là được mà. Để anh trêu thôi nhá, nhưng mà bớt cho anh hai con nhá. Đằng nào thì em cũng bảo bán đúng không? Vâng. Ờ, thế bớt cho anh, bán cho anh hai con. Để anh tặng trưởng thôn. Nhân dịp sinh nhật trưởng thôn. Okay. Tặng đúng hai con lợn. Trưởng thôn nuôi được cơ gì? Nuôi được mà anh. Ờ. Vâng. Thế tặng trưởng thôn hai con lợn nhá. Bây giờ... Như lời hứa lúc ở trên nhà nhá. Vâng. Chắc chắn đấy. Đóng dấu đỏ rồi nhá. Ok. Cô nó cũng phải bán nha, chắc chắn nha. Vâng. Ok. Bán cân bao tiền? Cầm cho chưa, em phải hỏi bà cơ. Hỏi bà. Ừ. Bán đắt vào. Đừng bán rẻ quá. Hỏi bà cơ, em cũng không biết. Cô này là lần trước là không đi học đâu phải không? Chứ em không đi học cơ, từ lúc bé. Thế sao biết nói tiếng Phổ thông? Em lớn ra có 12 tuổi em đi làm ra, xuống Hà Giang đi làm, vừa đi học vừa làm vừa học. Vừa làm vừa học tiếng Phổ thông à? Ờ. Có nghĩa là đi học xong là xem người ta nói nào thì bắt trước thôi phải không? Nhìn bắt trước. Cứ trước. Thế có biết viết không? Có biết nhìn chữ không? Không. Thế trưởng thôn này bảo trước cô biết đọc. Thì em được nói, em bảo là dở cái sách ra còn không biết là chữ ngược lên nó còn không biết mà. Thế à? Vâng. Quyển sách lộn lên cứ lộn lên cũng không biết là ngược à? Ngược quyển sách nó ngược lên nó còn không biết. Thế bây giờ cô nói được tiếng Phổ thông này là giỏi đấy, không được đi học. 2 tuổi đi làm. Trước đi xuống Hà Giang là làm cái gì? Em làm dưới lò gạch của chú đậu đất đấy. Lò gạch à? Ừ. Có gặp Chí Phèo không? Không. Không à? Em không biết Chí Phèo làm gì cái gì. Không biết Chí Phèo là gì á? Ừ. Chí Phèo trước sống ở lò gạch đây. Em trước rồi em. Không biết à? Không biết Chí Phèo đâu gì? Em không biết. Không biết thôi. Nếu mà biết thì anh trêu, còn không biết thì thôi. Em không biết Chí Phèo cái gì. Anh trêu thôi. Ừ. Nhá, để lại cho anh hai con, để anh cho trưởng thôn nhá. Ừ, ok. Ừ. Vợ đi đâu rồi? Vợ đi... Chiều vừa đi cắt cỏ sao, nó không báo sát em báo mà đi cắt mà cắt được ít. Là cắt cỏ à? Hết cỏ rồi nhỉ? Hết cỏ. Sáng thì em vừa xuống Hà Giang đi mua máy về sửa máy, sửa được. Em vừa bao xong, vừa đâu xong cái vách anh lại đến luôn rồi. Ừ. Hôm nào nắng thì bắt đầu tiến hành luôn nhá. Cô ơi, anh về đây. Ờ, thế cố làm nhá, làm nốt cửa cho cháu nhá. Anh về đây. Vâng, em chào anh. Anh đi đâu về này? Đi ăn cố về à? À, có cả ô ở. Chào anh, bắt tay anh cái. Lấy tiếc à? Vâng, em lên nhà trưởng thôn với qua nhà em cô một tí. Lấy ít quà lên cho nhà cháu phó. À, anh về đâu mà cũng đủ điện rồi đấy nhỉ? Đúng rồi, anh thì em đi làm thần sạng ngày thần sạng. À, đi ăn cưới à anh? Ừ, thì... Đưa vợ đi mua lại thuốc. Mua thuốc à? Thế bây giờ vợ anh là phải đéo anh về. Hả? À? Ừ, đây được đấy. Anh chị đúng là một đôi song kiếm hợp bích. Anh say thì chị đéo về. Nhưng mà em khổ lắm ạ. À, chú ạ.
Anh khổ bằng em không? Hả? Khổ bằng em không? Khổ hơn. Khổ hơn. Anh khổ bằng Phanh không? Khổ hơn. Khổ hơn Phanh hơn. Khổ hơn. Khổ hơn tao chuyển. Khổ hơn cả cả thằng với Sài. Suốt một năm thì hai ba lượm rồi. Một năm khổ rất là gia đình của mình. Ai cũng khổ thôi anh ạ. Cái gì cũng phải cố gắng một tí. Anh nha. Khổ thôi. Này đi ra qua cái tính. Vâng. Qua trêu thôi anh ạ. Mình phải cố làm thì mới bớt khổ được. Thôi mưa rồi, anh che ô đi, không tí cảm đấy. Anh uống rượu rồi mà. Đấy, đầu anh ướt hết rồi này. Không cảm đấy. Rượu say này ra dính mưa này là cảm luôn này. Ô này ô là ô sáo nhá. Vâng. Ui cái ô của anh. Ô của anh có nên ô nữa đâu. Có lên được rồi. Bị gấy hết rồi, đứt hết rồi. Thôi anh về đi nhá. Mưa tí cảm đấy. Anh về đi. Có xa nhà mình không? Không, em không lên đâu. Không lên đâu. Vâng, em đi về đây mưa rồi này. Ê, trưởng thôn cứ xài với về sau nhá. Ờ, nhá. Cảm ơn trưởng thôn. Ờ, lúc nào lên lên nhà xài chơi một lần. Rồi. Ừ. Về. Thôi. Chào nhá. Vâng, em chào anh. Anh phải đi đi thay thúc xin nghít cho người thật sạng. Vâng, vâng. Không phải là cái tiệm. Vâng, ok anh. Thế anh về đi. Anh vẫn lên đường này đi. Đường nào cũng đi cả. Vâng, vâng. Ok nhá. Vâng, em về đây. Đấy, bây giờ mưa rồi, mình cũng đi về đây. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Mưa to lắm rồi. Em thì... Ôi, vừa là khổ quá.